Hey, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Ante Channel. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái em Legend, một cái em đẳng cấp vô cùng VIP luôn. Wow, đẳng cấp Legend nha mọi người. Và anh này cầm một cái cây giáo nhỏ. Đây, mang cái mặt nạ thổ dân và nhìn rất là tuyệt vời. Wow, hệ cỏ nha các bạn. Nhìn xung quanh người chú ấy thì các bạn đều đã thấy rồi đó. Một màu xanh huyền thoại. Khi lên level 7 thì chú ấy đã được phát triển một chút xíu. À, thân hình đã bắt đầu rõ ràng hơn. Gọi là có cái vẻ là trưởng thành. Rồi, level 15 chính thức luôn các bạn ạ. Đây là cái skin trưởng thành của chú ấy. Rất là tuyệt vời luôn đúng không nào. Hôm nay chúng ta sẽ nâng cho các bạn này lên level 25 nha, cho nó mạnh mẽ. Và các bạn sẽ thấy được sức mạnh cũng như là vẻ đẹp mỹ miều của chú này. Bé này hiện tại đang tên là Funfi. Và các bạn có cái tên nào hay có thể comment trực tiếp vào bên dưới video nha. Chúng ta sẽ đổi tên cho các bạn này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau mang bé ấy đi đại chiến nha. Action. Đẳng cấp là Legend và level 25 thì theo hai anh ta chú ấy sẽ nằm vòng vòng ở đây. Đây rồi, cả ba chiến binh chúng ta sẽ cùng nhau vuốt ve. Quá tuyệt vời. Bước vào trận chiến với một anh bạn level 89, mọi người đều biết rằng những thành viên này sức mạnh rất là ghê gớm. Ngó sơ qua chúng ta đang có hai em đẳng cấp là Heroic level 40. Wow. Điều mong chờ của chúng ta sẽ là gì đây? Tiệt chiêu Warface. 50.000 máu vừa bị thổi bay bởi HNT. 3 ngôi sao vàng. Tiếp theo, tiệt chiêu hơi thở cuối. Ý lộn, hơi thở băng. Hai gục được một em đẳng cấp là Henrik và 5 ngôi sao vàng lấp lánh. Cùng với lượng sát thương cực kỳ khủng khiếp đến tên bạn Funfi tên bạn. Giống tên mình nhỉ? À hi hi, giống nhau nè. Và tiệt chiêu được đam đến từ hơi thở băng chúng ta sẽ mang lên 25k. Wow, đúng là năm sau có khác, chỉ một hit thôi đã hạ gục rồi. Bây giờ chúng ta sẽ là tiệt chiêu lá nha. Nhấn chiếc cây một thẳng từ dưới đất mọc lên luôn. Wow. Và bây giờ sức mạnh đến từ chú trâu sẽ càng quét. Ây cha cha, một trong những anh bạn khá là VIP có cái tên đó chính là Wars, chiến tranh. Tới luôn. 104 các bạn à, lượng sát thương cực kỳ khủng của HNT. Và bây giờ anh bạn rất là đẹp này của mình đã lên được một chữ mới. Đó là chữ C. Cùng nhau chào đón thành viên mới. Hôm nay chúng ta sẽ cho các bạn thấy. Đầu tiên, cái gì? Mới ra chưa kịp làm gì hết bị quýnh tắt thở rồi. Wow, và đây là tuyệt chiêu điện của chú trâu. Ô la la, 45k. Và các bạn thử xem nha, sức mạnh của hơi thở băng. Horatio, 2 ngôi sao vàng. Và đây là chú Dragon đá mạnh mẽ. Rất là mạnh nha mọi người. Đây, đầu tiên mình sẽ treo gẹo mình đo. Nếu như mà mình không có đam thì lượng sát thương mình tầm khoảng 40 mấy k. Và khi mà được đam thì sát thương của chúng ta sẽ là 102. Một con số đáng kể. Wow, đây là thành viên Blue hay còn có cái tên là Trâu Mập. What? Nó quên mình ngủ của tội luôn, kinh gì. Oh my god, hôm nay lại tốn tiền. Lâu lắm rồi mình mới bị tốn tiền khi phải đại chiến. Một viên game có thể thắng được trong cái trận chiến là lúc nãy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng
chào đón 3 thành viên. Trận này thì khá là hấp dẫn khi 3 em đều là level. Một em 38, 2 em 40. Còn team mình thì level không có đồng đều như vậy, 25, 30 và 55. Mình không có được đồng đều như team bạn đâu đó nha. Hình dáng của Superman hay là một siêu hùng trong một cái bộ phim nào đó mà mình chưa có kịp xem. À quên, hôm nay phim về em này mà. Phim về em mà mấy anh cứ dành ra hoài. Lao thẳng đến một vị thần luôn. Rồi, bị người ta quýnh tắt thở luôn rồi. Thôi thử bằng đang cùng chiêu, anh ấy đang thể hiện khả năng của mình. 26k. Và bây giờ tiếp tục đến với Chim Ưng. Một trong những chú chim đại bàng có sức khỏe rất là ghê gớm. Và mình biết rằng mình cân không nổi chú ấy khi chú ấy quá mạnh mẽ và đang ở một cái ngưỡng sức mạnh cực kỳ cao. Và các bạn ơi, anh em nào mà chưa có đăng ký kênh HNT Channel thì hãy nhớ bấm vào cái nút subscribe nha. Nhớ đăng ký và mở thông báo hình cái chuông lên để khi mà HNT ra video hay là livestream, các bạn sẽ nhận được thông báo và vào chơi với mình cho vui. Còn nếu mà ai mà chưa có nhận được thông báo thì cứ vào lúc 11 giờ trưa và 5 giờ chiều các bạn cần lên YouTube gõ HNT là sẽ ra những video mới nhất của mình. Wow, còn bây giờ chúng ta sẽ đến với Thiên Lý Mã. Ôi trời ơi, trận này khá là căng khi lượng máu mình bị ép xuống còn có 50, có 36. Wow, sao nhìn nhìn xung quanh đây bạn nào cũng ngầu như bà bầu hết vậy, ngầu quá. Oh la la, mọi người có thấy gì không, các bạn có thấy gì không, một cái con bự chà bá nó đang ăn hiếp mình kìa. Dám thể hiện hả men? Đó, thể hiện hơi thở băng đẩy một hit thôi là muốn ngủm của tội liền. Và 7.003, chúng ta có thể... Oh my god, không có cái chiêu nào mà nó được, nó mạnh mẽ một chút xíu cả. Toàn là 600 mấy thôi. Đành phải nhờ đến hơi thở băng rồi. Wow, 2 sao. Wow, cây cây ngang. Đây là thành viên 2 ngôi sao vàng luôn. Mình thấy là mình không hạ được rồi. Cái con này nó mạnh quá. Legend thôi mà. Đây, Vera hả men? Tiệt chiêu đam cao nhất của HNT là đây, 48. Anh bạn tiếp theo sẽ là anh bạn nào đây? Anh bạn cầm phòng thêm đứa bé. Có một đứa con khá là dễ thương. Trời, vẫn chơi cái tựa game huyền thoại. Bây giờ chúng ta sẽ đi bắt xe nhẹ siêu nhân nha. Đây là cô nàng siêu nhân gơ, một trong những cái cô nàng siêu nhân có sức mạnh rất là ghê gớm. Và mình là mình gom ghế, mình gõ nó liền. Gom ghế nè. 13.000, cái ghế mũ gõ không thấm. Yêu thương nhau luôn á. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cái gì đây? Khều nhẹ cái nè. Mình cưng bạn lắm cơ. 5 ngôi sao vàng lấp lánh. Anh bạn này là Platoon. Tình thương mến thương luôn. Thành viên Mili. Ôi trời ơi, một màu gọi là màu tím huyền thoại hay còn gọi là màu tím chung thủy. Sắc son luôn. Wow, gặp toàn là những anh đại và hơn là có chú trâu này gánh vác. Nếu không thì chúng ta sẽ rất là dễ bị banh xác. Và hôm nay chúng ta còn phải đi thu hoạch một ít vàng ha. Và các bạn ơi, video này cũng khá là dài rồi. Và chúng ta xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người đã theo dõi video nha. Còn bây giờ thì xin
chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.